Quỳnh đang chuẩn bị như thế nào? Trời, có ai đó tiết lộ cho tôi biết tôi làm cái gì vậy nè trời. Cô tắm là thị màu vậy nên mặt hay mặc mấy cái này nè. Đêm qua tạt nương miếng hoa chứng đâu đình. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã sẵn sàng và bây giờ chúng ta cùng đến với tình huống ở căn phòng số 4 dành cho nghệ sĩ Ngân Quỳnh. Chào chị mặc bộ quần áo tứ thân rất đẹp. Chị nghĩ rằng mình sẽ vào vai gì ạ? Không biết nữa, bắt mặc đồ này không biết vào vai gì nữa. Mà chắc nghĩ là cái này là bắt bộ rồi. Một là thị nở, hai là thị hến. Đào hay cái gì đó không biết, đào tơ gì đó. Cho nên là cứ mặc về mặt chứ không biết mình vào cái vai gì. Chị đến với căn phòng thứ tư. Chị thấy quý vị hồi hộp đúng không ạ? Vừa rồi mà chị xem thì chị thấy là phần của ai mà chị thích nhất? Thích nhất là phần của anh Khánh Nam cho Việt Hương. Và em hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ vỗ tay cho chị nhiều hơn những cái phần mà chị cho rằng hay. Mời chị vào. Không sao. Nằm lâu quá mệt. Ôi trời, em nào đã đến rồi. Xin tự giới thiệu, anh là ông Ninh. Còn ta ai cũng gọi là ông Năng. Ông Bình, ông Ninh, ông Gia Đầu Đình, ông Gia, ông Năng, ông Năng, ông Năng, ông Năng, ông Gia Đầu Đình, ông Gia Đầu Đình, ông Năng. Minh Năng đẹp trai lắm. Chứ sao? Là bây giờ. Nhưng mà hai ông dê đều lắm. Thôi bỏ chuyện đi, qua chuyện khác đi. Bây giờ cô biết là cô hẹn rồi cô ra đây là có chuyện đúng không? Họ tên của cô là Lê Mận Đào đúng không? Nghe lời tôi đi. Đổi một cái tên nghe nó có vẻ Tây phương một chút xíu. Dạ tên gì vậy anh Ninh? Lê Kỳ Ma. Trời ơi. Giờ người ta phải biết nha, biết điều. Chứ phải đơn giản đâu. Kỳ này là ổng tiễn vợ cho công tử nhà ổng. Cô là không có lọt cái danh sách. Mà tại cô nhờ giả quá thì ông Ninh với ông Nam này mới giúp đỡ. Anh làm ơn gì vậy anh? Em muốn làm vợ công tử lắm. Ổng cho em ăn rồi bà già ngắt à bà ơi. Bà già giúp tình yêu có phân biệt tuổi tác phải không? Ổng đâu có yêu bà đâu, tình yêu. Em ra chiêu cũng yêu thôi à. Đó bà ra thử chiêu cho ổng yêu bà coi. Trời ơi, vậy là cái chiêu cái tiêu. Luôn rồi bỏ đi. Tức hưởng thụ hả? Vô việc chính đi cha. Đây là cái điều kiện của quan huyện đưa ra rất dễ dàng. Nếu ai mang được vừa đúng cái đôi hài mà của công tử thì sẽ là vợ của công tử. Dạ. Hiểu không? Thôi được, cho có cơ hội đi. Đây, giờ tôi lấy. Cho cơ hội đi. Thôi, tôi có đem theo. Đây. Trời ơi, sao em mang được? Thì bây giờ thử đi mới biết được lấy không chứ. Trời ơi, chắc này sỏ. Giơ cái chân lên. Này sỏ chắc hai ngón quá. Cơ cái chân lên đây. Để cái chân lên. Miễn sao vô thôi phải không? Rồi vô rồi đó. Vô rồi. Cái gì? Ba ngón. Không biết sao nhỉ? Người ta dòng dõi quyền quý là cái chân búp măng. Hiểu không? Bà là chân trâu mà sao mà mình vô được? Bởi vậy
Em nói mọi cái việc gì không có suôn sẻ hết trơn á, cho nên em nhờ anh. Không có nhờ hết trơn, có giờ không không vừa trong mình nhờ. Ở đây là phải có một mình ông Nang đâu. Hả? Ông Ninh. Lo Nang mà Quynh Ninh thì đâu có được. Ông Ninh khai gian giùm cho em đi Ninh. Sao cho em, anh Ninh khai gian cho em mang được đứa hài này đi Ninh, để em được làm vợ công tử. Cách thì không phải là không có, nhưng mà như vậy. Sao anh? Trước hết cho anh hỏi em. Dạ. Hỏi cười gì cha? Hỏi vô đại cười. Cười là chuyện của tôi mà ông sao khi nhiều chuyện quá. Cái tánh ảnh vậy trước khi anh nói anh phải cười. Này, vậy anh nói thiệt đi. Dạ. Quê quán em ở đâu? Dạ quê em Bạc Liêu. Bạc Liêu à? Dạ. Xa dữ vậy, Bạc Liêu hả? Đừng có nói với tôi là quê em ở Bạc Liêu. Má bán tiêu, cha đồ điều, nhà cửa thì liêu xiêu, uống nước thì không nhiều nhưng thường hay tiểu. Ông tào lão ông ơi, ông sống trên bàn quá. Thôi vậy em đối lại nha. Ừ. Quê anh ở đâu? Anh ở gần đây thôi. Ở đâu anh? Đồng Nai. Đồng Nai. Ừ. Hèn gì nhìn anh đẹp trai. Ừ. Đẹp trai mà lại có tài. Ừ. Chắc chắn thành công trong nay mai. Ừ. Thành công nay mai rồi đừng có đi ăn hại. Cái gì? Bà đang nhờ người ta mà bà chửi người ta ăn hại. Dặn không em dặn dò à, nữa. Dạ như mẹ dặn dò. Con vậy đó. À vậy. Dạ. Im đi. Nguyễn Diên. À Nguyễn Diên. Được. Bây giờ cách thì phải là cũng có. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà chuyện thành á, em chỉ chịu khó qua năng lui tới thăm anh ha. Một tuần không cần nhiều. 246 qua anh. Dạ. 246 qua bên anh. Ê. 327 qua bên anh. 357 anh bận rồi. Không có gì em. Không có gì em. Bây giờ công tử nhà anh thì tuổi rất còn trẻ. Công tử thì thích nhạc nhạc trẻ lắm. Tân nhạc đó. À, tân nhạc đó. Bây giờ em biết hát giọng cổ không? Không biết. Anh hỏi thích tân nhạc, hỏi em giọng cổ. Như vậy mới là lạ. Nói cho cổ nghe đi. Ở nhà đó đó, nhà cao sang quý, nhiều tầng lớp lắm. Vô đó làm dâu nhà đó là phải phục vụ từ A, B, C, D. Có phải một người thích mà nhiều người thích lắm. Phải biết cầm kỳ thi quả hết. Ừ. Hiểu chưa? Rồi. Đó, trước mắt là quéo câu dòng gõ thôi. Em ra đi khi ngà chưa ngồi sáng, trăng mùng mười vừa giỡn nước vừa đầm sen. Dẫn chiếc xuồng con cây sao nặng tân quyến, dẫn con đôi ngô cao thang sẵn quấn cổ. Ngày lại ngày qua hàng trăm cây số, nói chẳng đường dây em vượt lộ quá đông. Theo quê lúc cài mạch máu hồng. Tiếp. Remix hay đó. Thuyền em chở chú dân quân, chở cô cán bộ, chở anh hậu cần. Nón tai bèo ai đội nấy mua, chứ đâu phải nón chùa đội hoài không chịu ra. Ông Quyền là năm nay ông tám mấy tuổi rồi. Dạ. Bà hát mà bà remix chỗ này là chôn ông luôn á. Hát là đúng rồi. Ông thoải mái, ông là thích nhạc nhẹ nhàng. Đúng rồi. Em ái, bà hiểu không? Đúng. Bây giờ bà giật, giật, giật ông lên tân sân má ông chết sao? Biết bắt kinh thằng ở làng đi vợ. Biết. Ông kẹo kẹo bắt tỏa. Biết. Hát tiếng Quế nghe trời coi. Bắt kim thang cả láng bị rơ, cột quá kèo là kèo quá cột. Chủ bản dâu quá câu mà tẻ, chủ bản dâu dần 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 quá câu làm gì? Quá câu mà tẻ. Quá câu làm cái gì mà hát cho đàng hoàng nha. Quá câu cái chuyện đó là vô toilet nha. Hiểu không? Tẻ à, quá câu là ngã đó hả? Ờ. Em biết tưởng quá câu mà ông không có tôi, không có duyên. Ai biết nữa? Người ông ta nói gì? Chú bán ép ở lại làm chi? Con le le đánh trống thôi kèn, con bìm bìm thôi to tí té to té. Nghe bà hát trong cái đọc thơ. Nãy giờ đọc rap hả? Anh kêu em hát tiếng Quế mà em hát tiếng Quế chứ anh. Quế mà không vô nhịp thôi, cái này thua rồi. Thôi đi về đi. Cho có cơ hội đi. Thơ bây giờ, thơ bây giờ là không phải nó đọc thơ bình thường, là nó thường rồi. Mới thơ đối đáp hiểu không? Ừ. Rồi. Dạng như là
câu 6 nè, ví dụ câu 6 là người vui thì chính ta vui, người buồn ta cũng ngậm ngùi chớt chia. Chà, từ đâu mà hay vậy ông? Đây nè. Thôi chị sao bây giờ thôi, gì anh nói lẹ đi để mà ra thôi nha. Được rồi, bây giờ Ninh mới hỏi rằng ồ, ngay tên, ngay tên. Dương Hồng đã có ai vào hay chưa? Ninh hỏi thì Đào xin thưa. Dương Đào đã ngỏ nhưng chưa có ai vào. Chưa vào thiếu thốn thì sao? Chưa vào thiếu thốn thì sao? Trả lời đi nhanh. Chưa vào thiếu thốn thì sao? Thiếu thốn thì hãy cho vào thì xong. Được rồi. Bây giờ những gì tụi tôi giúp là phải có trả ơn. Và những gì khi đã lọt vô căn nhà ấy, tiền bạc của cái là nhớ giùm hai ông này. Em nhớ chứ bộ. Và khi đã lấy được người ta là phải trọn đời trọn kiếp, sẽ ở vậy suốt đời. Nguyện cả cuộc đời hầu hạ người ta. Là người phụ nữ Việt Nam thì phải giữ đức hạnh đàng hoàng. Một khi em đã vào làm dâu nhà đó, dầu trăm đắng ngàn cay em vẫn phải chịu. Dạ, dứt khoát là không bao giờ tham lam. Dạ, phải giữ đạo vợ hiền. Đúng, chính xác, phải giữ đạo vợ hiền. Tốt, dạ. Rồi cho mời ổng vô đi. Trời ơi, cái chuyện quá. Thôi cái gì, hồi nãy bà thề rồi, bà hứa rồi. Đây, ổng tên là Nản. Ông đừng ngang gặp ông Nản, thấy Nản chưa? Thôi ghê quá à. Qua hốt hàng đi. Thôi. Qua hốt hàng đi. Ôi ghê quá à. Thôi chúng ta về cho bà. Thôi đi. Vàng có đưa nè, vàng cần vàng lá còn nhiều. Bà không cần vàng, bà không cần cành lá chứ. Bà chỉ cần hung bà cái thôi. Lần này thì tôi phải cảm ơn anh Hoài Linh đã cứu chị Ngân Quỳnh kịp thời. Em cảm ơn anh. Nếu mà bây giờ cứ làm tới thì chị sẽ giải quyết như thế nào? Thôi thì chạy xuống nhà nhờ khán giả cứu chị liền. Không, nhưng mà đang trong tình huống mà chị cần phải giải quyết cơ mà chị lại chạy bỏ đi thì còn nói làm gì? Chị đánh cho một cái cho té liền tại chỗ. Xin mời nghệ sĩ Hoài Linh ạ. Với em vô là anh không có nghĩ là em đang bị thử thách, mà em đang cùng chung với mọi người diễn luôn chứ không phải là thử thách gì cả. Làm thơ là thú vị. Mấy cái câu mà ứng đối của em phần sau đó là anh thấy rất là thích. Còn về cái phần mà khi ông công tử này ông nhào vô thì thật sự ra em né thì cũng đúng rồi. Nếu như vậy á là em mới là có tình, chứ nếu em lấy ổng á là em là vì tiền của ơi. Thật sự ghê thiệt. Không, nếu em sẵn vô mà em lấy cái tình huống này là ai cũng đánh giá em là cái cô Đào này có gì của hết. Mình còn đang phơi phới mà đúng không? Yeah. Tại sao phải trói buộc cuộc đời mình đi vô mấy cái chỗ lạ lùng như vậy? Nguy hiểm quá. Vâng. Vâng, cánh cửa thứ tư đã mở ra. Và chúng ta cũng đã đến với những tiếng cười hết sức có ý nghĩa. Những tiếng cười thực sự sảng khoái. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến gần hơn với vị giám khảo trong chương trình, cũng chính là trưởng phòng số 5. Xin mời nghệ sĩ Hoài Linh.